Chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2019, lúc bây giờ là 9 giờ kém 10 phút. Tôi đang ở chỗ hai vợ chồng anh nông dân, anh đang dọn cây bắp đây. Sau khi anh nó anh xén cây bắp nhỏ xuống rồi đến chị đó chỉ lị mấy giờ đó, đi gom lại đi ôm. Thì bây giờ chị ôm hết lại cái chị ôm lại đóng ảnh sáng hết cái chị ôm lại còn thấy không thì chị ôm hết lại cái là chị ôm rồi bà chị bà hả? Chị ôm chị lượm hết cái cây hay là chị gom đóng lại cái hốc tại trước này chắc chiều nó mưa nữa vậy này ông lộn cho không ông mưa lại chưa giải mấy năm cánh mà quăng non cái gà bữa kia ở ngoài chu lê u mẹ nó mưa gì á mà cái lùng mưa có nhiều bố vậy đó bù mưa bù gió làm thế ấn rồi bây giờ giống này thì vì mình thì nó đợi của ông Hùng trước ngõ Nhâm Thanh nó nhổ không được mà khô ron luôn ông kêu ba tháng mười ngày rồi mà hôm kia ra cái đem má rồi ra cái để cắt cái cây cái đã qua cái cây cái đã rồi bữa nhổ đó mà nó mới có qua đâu được giờ bụi gì cái thấy nó khô ron cái nhổ lên chắc thấy cái thôi với ớt xô mà bắp nó cũng đạo nó cũng còn nâu lắm ông kia thôi bây giờ định lại cả tuần lễ hạt mưa ngày nữa rồi mới nhổ được tốc quá rồi nó ra trái nó bò nó ra trái cũng như tí thì kia.